Hi, xin chào tất cả các bạn. VNetwork đã có thông báo mới nhất để cảnh báo cho người dùng trước giai đoạn Mainnet sắp tới. Cảnh báo người dùng truy cập vào đúng những trang web từ đội ngũ Picoteam và tiếp nhận thông tin chính xác từ các kênh truyền thông của Picoteam, tránh những trường hợp giả mạo xảy ra. Cụ thể, ở trên màn hình này họ đã để một hình ảnh với cái chữ rất là to là lời nhắc nhở an toàn trong giai đoạn Mainnet. Chỉ nhập cụm mật khẩu ví pwallet tại wallet.pnet.com. Cụ thể hơn, bên dưới, Picoteam đã cảnh báo như sau. Khi nhiều người tiên phong di chuyển đến Mainnet, vui lòng được nhắc nhở về sự an toàn của ví P và P không lưu ký của bạn. Những sai lầm trong việc chia sẻ cụm mật khẩu ví của bạn với các tác nhân xấu hoặc các trang web lừa đảo có thể dẫn đến các giao dịch không thể đảo ngược do tính chất bất biến của chuỗi khối. Đảm bảo rằng bạn chỉ truy cập ví P của mình thông qua địa chỉ chính xác là wallet.binance.com. Không phải bất kỳ biến thể nào của các URL hoặc trang web tương tự giả vờ là ví P. Tham khảo trung tâm an toàn P ở trên được cập nhật gần đây để biết tất cả các liên kết, tài khoản và tay cầm chính thức và các thông báo an toàn trong quá khứ. Đây là phần trung tâm an toàn. Thì các bạn nhấp vào đây, tất cả các trang truyền thông chính thức của Binance sẽ hiển thị lên đây. Và rất là nhiều người và bị mất bi trong giai đoạn trước đó bởi vì truy cập vào những trang web lừa đảo có những cái đường link rất giống với mạng bi hoặc có giao diện rất giống. Đây là tất cả các kênh truyền thông mà các bạn cần phải biết. Binance sẽ có những cái trang như là mypi.com thì ai cũng biết rồi. Facebook thì sẽ có trang Facebook riêng của Binance là đây. Đó. Lưu ý, hiện tại có rất nhiều trang giả mạo PNetwork. Các bạn chỉ theo dõi đúng cái trang này thôi giúp mình. Trang 1,7 triệu người theo dõi nha. Ở dưới các bạn có thể thấy có trang này 11.000 người theo dõi này. Hoặc trang ở dưới đây agency truyền thông xã hội này 67.000 người theo dõi luôn nha. Rất là nhiều. Nhưng trang duy nhất của Picoteam mà các bạn theo dõi là trang 1,7 triệu người theo dõi đây. Đây, chính là trang này. Đây mới là trang chính thức của Picoteam này. Nếu các bạn không lưu ý và các bạn không có cập nhật thì rất có thể các bạn sẽ truy cập vào sai. Mà truy cập vào sai những cái trang truyền thông khác thì có thể người ta sẽ dẫn chứng những cái phát ngôn sai mà các bạn cứ nhầm tưởng đó là của Picoteam. Twitter cũng có rất là nhiều những trang giống như Binance. Thì rất là nhiều pioneer trước đó đã nhầm lẫn những cái Twitter của thành viên trong nhóm Picoteam, nhất là tiến sĩ Sifan. Thì đây chính là cái Twitter chính thức của Picoteam nha, là 3,3 triệu người theo dõi, thì mình nghĩ là ai cũng biết cái Twitter này rồi. Nhưng cái mà gây ra hiểu lầm rất là nhiều trong suốt những năm vừa qua đó chính là cái Twitter của tiến sĩ Sifan. Nhiều bạn cứ nhầm tưởng đây là cái Twitter của tiến sĩ Sifan đúng không? Nhưng mà không nha, đây không phải là Twitter của tiến sĩ Sifan, mặc dù nó có đến 77.000 người theo dõi. Và rất là nhiều người nhìn vào cái số người follow nhiều như thế này, cũng như là đúng tên cũng là khuôn mặt, thì cứ tưởng đây là của tiến sĩ Sifan, nhưng mà không phải nha. Chính Picoteam sau đó là lên tiếng và đính chính lại cái Twitter của tiến sĩ Sifan. Nó không có dấu gạch dưới ở đây, mà nó sẽ ghi liền vào. Đây, đây mới là kênh Twitter chính thức của tiến sĩ Sifan. Mình nhớ cách đây 1-2 năm trước, thì rất là nhiều người đã không biết kênh này. Kênh Twitter chính thức của tiến sĩ Sifan chưa bao giờ đăng bất kỳ một cái gì. Bạn lưu ý nha, trước đó kênh Twitter này chỉ có khoảng 20 mấy ngàn người thôi. Nó thậm chí còn ít hơn cả kênh Twitter giả mạo nữa kia. Tuy nhiên thì sau đó Picoteam đã lên tiếng và chia sẻ kênh Twitter chính thức của tiến sĩ Sifan. Khi đó cái lượng follow, lượng người theo dõi này mới tăng lên. Và các bạn thấy 78.000 so với cái tên giả là 77.000, nó không hơn là bao nhiêu cả. Các bạn lưu ý, đây mới là kênh Twitter chính thức của tiến sĩ Sifan này. Lưu ý nha. Hoặc là cũng rất là nhiều kênh của tiến sĩ Nicholas giả mạo nha. Nhiều lắm các bạn. Đây, mình sợ cho các bạn xem là nhìn đây là loạn rồi đúng không? Không biết bao nhiêu kênh. Rất là nhiều. Tuy nhiên chúng ta chỉ theo dõi kênh này. Kênh của tiến sĩ Nicholas thì có 441.000 người theo dõi ha. Là kênh này kênh duy nhất của tiến sĩ Nicholas. Và cái bài đăng gần đây nhất của tiến sĩ là vào năm 2021 rồi nha. Hiện tại tiến sĩ không cập nhật gì trong vòng khoảng 3 năm đổ lại đây. Đây mới là kênh chính xác này. Thậm chí là có những cái trang Facebook giả mạo của tiến sĩ Nicholas. Những cái trang này là 23.000 người theo dõi này. Đã giả mạo rồi mà còn ghi ở dòng mô tả tôi là tiến sĩ Nicholas, người sáng lập ra dự án PNetwork. Đây là trang Facebook duy nhất chính thức của tôi. Kênh này 22.000 follow. Kênh này cũng đã được các mod P kêu gọi công khai report.
Hoặc cái cây này 59.000 follow, cũng là một cây giả không các bạn. Tiến sĩ Nicholas không có kênh Facebook chính thức. Tiến sĩ Nicholas chỉ có kênh Twitter và kênh Instagram ở đây mà thôi. Mạng xã hội của những người sáng lập Pi, Twitter của tiến sĩ Nicholas, Twitter của tiến sĩ Stephen và Instagram của tiến sĩ Nicholas chỉ có vậy thôi nha. Còn lại các bạn nhìn thấy ở đây là có một cái fanpage Facebook đến 59.000 người theo dõi, nhưng nó không phải của tiến sĩ Nicholas. Rất là nhiều người cứ tưởng đây của tiến sĩ Nicholas này, nên có những cái bài đăng họ còn vào hỏi, hỏi giống như là đang hỏi tiến sĩ vậy. Tuy nhiên thì đây là một cái trang giả mạo nha. Các bạn biết đó thì Bit Network là một trong những dự án mà kêu gọi lượng cộng đồng rất là lớn, cho nên rất là nhiều người đã giả mạo bởi những mục đích khác nhau. Nên cái số lượng người follow như cái kênh Twitter của tiến sĩ Steven mình cho các bạn xem trước đó đến 77.000 người, hoặc là cái kênh fanpage của tiến sĩ Nicholas này nó đến 59.000 người, là một cái số lượng phải nói rất là lớn, nhưng nó hoàn toàn là giả mạo. Ngoài những cái trang giả mạo đó ra thì cái điều mà các bạn cũng phải cần lưu ý rất là kỹ nữa, đó chính là những cái trang mua bán hàng giả mạo để nhằm kêu gọi người dùng truy cập vào những địa chỉ ví giả mạo này và nhập cục mật khẩu ví rất là nhiều chứ không phải là ít. Cái thủ đoạn đó cũng đã được mình chia sẻ trong các kênh rồi. Nó có rất là nhiều những cái trang web lừa đảo mà mình sẽ liệt kê một vài cái trang web lên đây cho các bạn. Như cái trang này là một trang giả mạo, hoặc là trang web pwalletapp.com thì đây cũng là một cái trang lừa đảo nha. Đường link của nó là pwalletapp.com. Mặc dù cái giao diện thì nó giống Pinnacle, nhưng nó không phải là đường link để truy cập phí Pi. Các bạn lưu ý những cái này nha. Các bạn mà truy cập một cái là coi như là các bạn bị lộ luôn cái mật khẩu ví của mình đó. Cho nên lưu ý những cái vấn đề đó ha. Rất là nhiều những cái trang web lừa đảo này, nói thì nó không hết đâu các bạn. Cho nên cái thông báo này của Picatin là một lời nhắc nhở và cảnh báo trước tình trạng lừa đảo đang ngày càng nhiều và số lượng pioneer bị lộ cùng mật khẩu ví của mình ngày càng tăng. Càng về sau, khi mà chúng ta càng tiến gần đến giai đoạn mainnet, đồng nghĩa với việc là giá trị của Pi đang dần được chính thức công nhận, thì sẽ còn nhiều cách thức để lừa đảo hơn, và khi đó chúng ta càng phải trang bị và lưu ý nhiều hơn nếu như không muốn mất đi tất cả những số Pi mà chúng ta đã tích góp. Đây là lời nhắc nhở của Picatin, và đó là toàn bộ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.